Em lên cái khoan pin head của Mỹ các bác nhá. Cái này em mới độ và cái đế Makita để các bác mình về mình sử dụng pin Makita. Đó. À, này là cái này cái đế pin. Cái này em sửa để độ cái một tay nó hơi khó. Đây. Độ cái đế của Makita và các bác mình về mình sử dụng được tất cả các loại cái máy Trung Quốc cũng được, nhiều cái máy Trung Quốc thì nó sử dụng cái chân pin phổ thông gọi là chân pin Makita đấy, thì mình có về mình sử dụng được tất cả cái loại pin của Trung Quốc. Còn các bác mình có Makita Zin thì các bác mình vẫn sử dụng được bình thường. Cái đế cái máy như thế này là chưa độ thì các bác mình về mình độ thì em bán cho các bác với giá là 400.000 nhá. Như thế này các bác mình về mình tự mua đế và mình độ. Còn là các bác nào mình không có điều kiện thì các bác em độ luôn cho các bác như cái này, cái đế như này luôn. Về các bác mình chỉ việc sử dụng thôi thì em bán cho các bác là 500.000 nhá. 500.000 cái thân máy đã độ đế. Còn các bác nào mình là thợ hay là gì đó mình độ tự độ được thì các bác mình mua về mình độ nhá. 400.000. Còn là các bác mình độ thì thêm 100.000 thì em độ luôn cho các bác cái đế này. Về chỉ việc sử dụng thôi. Đây, những cái máy khoan pin của Head. Cái này là hai chức năng, là động cơ hai chức năng có than. Cái này cấp trượt của nó là 20 cấp trượt. Có 400.000 thôi. Các bác mà mình lấy thì liên hệ em.